đàn bầu thành thơ trong đêm thâu. Tiếng đàn bầu của ta cũng thanh là tiếng mẹ, cũng trầm là giọng cha. Ngân nga em vẫn hát tích tịch tình tình tang, tích tịch tình tình tang. Tiếng đàn bầu Việt Nam ngân tiếng vàng trong sáng. Ôi cùng thanh cùng trầm rung lòng người sâu thẳm. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí trên đường hành quân ra mặt trận. Chung chung đoàn quân tiến bước theo con đường của ba. Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người, dâng lên tay đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời. Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường trao đi. Đi ta đi giải phóng miền Nam khi quê hương nhà vẫn còn mong quân xâm lược, thì ta còn chiến đấu que sạch nó đi. Lời bác thúc giục chúng ta chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca. Năm xưa bao cùng đàn con đi chiến dịch, núi rừng vẫn nhớ suối vẫn trong in hình bóng ba. Cả đoàn quân tiếng theo người như thác đổ, Điện Biên đăng đào vòng lời bắn giữa chiến hào. Toàn quân hôm nay vẫn phấn cao cờ đỏ bác trao. Đi ta đi giải phóng miền Nam khi quê hương nhà vẫn còn mong quân xâm lược, thì ta còn chiến đấu que sạch nó đi. Lời bác mang lên tiến công, bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân. Tiếng đàn bầu thuở xưa cũng thương kiều nức nở, than mình chẳng tự do bị ai dần mất nước. Não nuột từng đường tơ, não nuột từng đường tơ. Tiếng đàn bầu ngày nay như tiếng người chiến thắng. Đang vang vang ca rằng ta đời đời ơn đảng. Việt Nam ơi vinh quang, Việt Nam ơi vinh quang. Khơi lên miền rừng núi cao, cờ đoàn ta mang anh vang với tên người vì đài Hồ Chí Minh. Công ơn của bác như biển trời, tình người ấm trong tim ta trên đường chiến đấu.
vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa chiêu mông quê ta nhà máy khói ngút trời, cả tổ quốc trong tương lai ánh đèn tỏa sáng. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí và các bạn, Liên khúc Thanh niên với những ca khúc truyền thống quen thuộc nói lên tình yêu quê hương đất nước được tiếp nối từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam, và đó cũng thay cho lời chào đón tất cả quý vị đã có mặt trong chương trình nghệ thuật Biên giới khúc tình ca lần thứ nhất với chủ đề Biên giới trong trái tim ta. Chương trình được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, và chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước phối hợp cùng công ty quảng cáo quốc tế Hồ Cáp và công ty Vi Phim phối hợp thực hiện. Chương trình được phát sóng trên sóng các đài phát thanh truyền hình Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Thanh Sử, nhóm TT Kids, vũ đoàn ABC cùng các chiến sĩ trong tiết mục mở màn vừa rồi. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ do hoàn cảnh lịch sử, tình yêu quê hương đất nước luôn là một chủ đề lớn trong âm nhạc Việt Nam suốt hơn 60 năm qua. Và trong muôn sắc màu từ khắp mọi miền của đất nước, từ ngôi làng sau lũy tre mờ xa tới thành phố trẻ, từ Hà Nội trái tim hồng cho tới Cà Mau, cỏ cây xanh tươi, đất rừng bát ngát, thì biên giới luôn chiếm một vị trí đặc biệt, đã khắc ghi biết bao vẻ đẹp của nó trong biết bao bài hát của một thời. Và trong tâm thức của người Việt, biên giới là một khái niệm vừa đẹp đẽ vừa thiêng liêng. Nó đã là nguồn cảm hứng của hàng trăm sáng tác của các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ, và nó để lại cho chúng ta một dòng nhạc biên giới. Kính thưa quý vị, Việt Nam với đường biên giới đất liền trải dài trên 4.000 km, tiếp giáp với các quốc gia Campuchia, Lào, Trung Quốc, lịch sử bảo vệ tổ quốc của dân tộc đã chứng kiến biết bao cuộc chiến tranh biên giới để bảo toàn lãnh thổ Việt Nam. Song hành với những giai đoạn lịch sử hào hùng ấy là những chiến sĩ biên phòng Việt Nam trong bất kỳ thời kỳ nào, bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng nêu cao ý chí quả cảm, tinh thần anh hùng. Nhớ lại những năm tháng chiến đấu quên mình là sự biết ơn vô bờ của những người con đất Việt hôm nay, và biên giới khúc tình ca chính là sự tri ân những đóng góp đó. Cùng nhớ lại một thời khói lửa để hung đúc thêm niềm tự hào, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Và kính thưa quý vị, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước phối hợp cùng công ty quảng cáo quốc tế Hồ Cáp và công ty Vi Phim thực hiện chương trình nghệ thuật Biên giới khúc tình ca lần thứ nhất với chủ đề Biên giới trong trái tim ta, nhằm động viên, biểu dương tinh thần của những người chiến sĩ đang ngày đêm cầm chắc tay súng, canh giữ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa thiêng liêng của biên giới quốc gia và việc quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong thời đại mới. Và đây cũng chính là mục đích ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được gửi những lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến với quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã về tham dự với chương trình Biên giới khúc tình ca lần thứ nhất được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước. Và kính thưa quý vị và các bạn, Biên giới khúc tình ca là sự kết hợp hoàn hảo các đài phát thanh truyền hình trong khu vực có chung đường biên giới với nước bạn Campuchia cùng phối hợp tổ chức dành để tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ biên cương nơi tuyến đầu gian khó, đồng thời giáo dục, tăng cường tinh thần yêu đất nước, bờ cõi quê hương, yêu tự do độc lập cho rộng rãi quần chúng nhân dân. Và kính thưa quý vị, sự kết hợp này bước đầu đã đem lại những hiệu ứng tích cực. Cho đến thời điểm này, tại biên giới khúc tình ca lần thứ nhất, chúng ta có thể tự hào về mục tiêu phát triển sâu rộng, hoạt động nghệ thuật ý nghĩa nhân văn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người chiến sĩ biên cương cũng như người dân địa phương. Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước hân hạnh được đón tiếp đại diện của chính đài phát thanh truyền hình trong ban tổ chức chuỗi chương trình ngày.
Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện của các đài phát thanh truyền hình lên nhận hoa của lãnh đạo tỉnh. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của đài phát thanh truyền hình Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang hãy cùng bước lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Vân, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Lộc Ninh, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh lên sân khấu tặng hoa cho ban tổ chức chuỗi chương trình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thanh Vân, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh thay mặt cho lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa cho đại diện của lãnh đạo các đài phát thanh truyền hình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, để chương trình Biên giới khúc tình ca của chúng ta được diễn ra thành công tốt đẹp thì chúng ta không thể không nhắc đến sự đồng hành, sự ủng hộ của đơn vị tài trợ chính. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Trần Thị Thanh Thủy, Tổng Giám đốc của Công ty Quảng cáo Quốc tế Hộ Cáp lên sân khấu nhận những bó hoa tươi thắm nhất từ phía ban tổ chức của chúng tôi, thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất mà chúng tôi muốn dành đến cho đơn vị tài trợ Công ty Quảng cáo Quốc tế Hộ Cáp. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Phan Minh Hoàng, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước sẽ lên tặng hoa cho đơn vị tài trợ chính của chương trình của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Trân trọng cảm ơn ông Phan Minh Hoàng và bà Trần Thị Thanh Thủy. Và kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nghe những lời phát biểu của ông Phan Minh Hoàng, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước trong chương trình nghệ thuật ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Vân, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, thay mặt lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các đài. Kính thưa các bạn đến từ Vương quốc Campuchia. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức chương trình văn nghệ Biên giới khúc tình ca, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị quan khách và quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, vậy là sau một thời gian dài ấp ủ, được sự đồng thuận từ bạn bè đồng nghiệp, từ các đài phát thanh truyền hình có chung đường biên giới với nước bạn Campuchia, ý tưởng ban đầu về việc xây dựng và thực hiện một chương trình nghệ thuật hướng về biên giới, hướng về người chiến sĩ biên cương, do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước khởi xướng, đến nay đã thành hiện thực. Đêm nay,
ngày 30 tháng 12 năm 2013 tại vùng biên giới cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Chương trình nghệ thuật Biên giới khúc tình ca lần thứ nhất đã chính thức khai mạc và hứa hẹn sẽ là món quà tinh thần đầy tình nghĩa của tấm lòng hậu phương gửi đến những người chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới. Kính thưa quý vị đại biểu, cái xe lạnh của vùng biên giới Hoa Lư đêm nay trở nên thật ấm áp bởi sự có mặt của các vị đại biểu đến từ vùng biên giới, từ tỉnh Kon Tum đến Kiên Giang, các địa phương có chung đường biên giới với nước bạn Campuchia. Đặc biệt là sự có mặt của các vị đại biểu lực lượng vũ trang đến từ tỉnh Rachay, Vương quốc Campuchia, là tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh Bình Phước. Sự có mặt của các vị đại biểu đến từ Vương quốc Campuchia càng tô đậm thêm mối tình đoàn kết, thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam, Campuchia, nhất là vào dịp Đảng, Nhà nước, Nhân dân Campuchia kỷ niệm 35 năm ngày thoát khỏi Hòa Việt Chủng Bôm Bốp Isari 7 tháng Giêng năm 1979, 7 tháng Giêng năm 2014. Biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia là những phạm trù rất thiêng liêng, gắn liền với khái niệm tổ quốc trong mỗi người dân nước Việt. Trong tâm thức của mọi người dân Việt Nam, biên cương là nơi địa đầu, là phên dậu của tổ quốc, là tài sản vô giá của cả dân tộc. Lớp lớp các thế hệ cha ông phải đổ xương máu mới có được. Mọi người đều phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ, vẹn toàn. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã khẳng định một chân lý trường tồn: dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Lời Bác đã từng dạy, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Quản lý, giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhưng cũng đầy khó khăn gian khổ. Đây là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn quân, toàn dân mà lực lượng bộ đội biên phòng là nòng cốt. Để đất nước được sống trong cảnh yên vui, thanh bình chính là nhờ công lao của các anh đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ bình yên bờ cõi quê hương. Việt Nam và Campuchia có đường biên giới dài 1.270 km trải dài qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Riêng tỉnh Bình Phước có đường biên giới dài hơn 260 km, tiếp giáp ba tỉnh Campuchia là Kampong Sam, Rachay và Mun Dong Kiri, là tỉnh có đường biên giới dài nhất trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam Campuchia. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và các nước láng giềng là góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Mọi thắng lợi của cách mạng nước ta gắn bó chặt chẽ với sự đoàn kết, ủng hộ quốc tế. Vì vậy, thắng lợi của công tác bảo vệ, giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia không thể tách rời việc giữ gìn và xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã tăng cường tuyên truyền và giáo dục về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho nhân dân cả nước, gắn liền với nhiều phong trào thiết thực vì biển đảo quê hương như góp đá xây dựng Trường Sa, vì Trường Sa thân yêu cùng ngư dân bám biển. Thì hôm nay đây, với việc xây dựng một chương trình nghệ thuật mang tính định kỳ, thường xuyên hướng về biên giới, về chiến sĩ biên cương do chính những người làm công tác phát thanh truyền hình, những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng khởi xướng và thực hiện, hy vọng rằng sẽ thắp lên ngọn lửa khởi đầu cho phong trào hướng về chiến sĩ biên phòng và nhân dân vùng biên giới càng lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện ý chí và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, của mỗi người dân nước Việt bằng những hành động cụ thể nhất. Tổ chức chương trình nghệ thuật Biên giới khúc tình ca, chúng tôi muốn thể hiện tình yêu, trách nhiệm của những người làm công tác phát thanh truyền hình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu,
Đồng thời, qua đó, chúng tôi muốn san sẻ phần nào nỗi gian lao, vất vả với những người lính biên phòng đang mang trên mình trọng trách thiêng liêng và cao cả, cùng với những người dân đang sinh sống dọc trên tuyến biên giới thân thương. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, đón nhận, cũng như những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị và các bạn để chương trình ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn và có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trên cả nước. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm nhạc chủ đề Biên giới khúc tình ca. Trước thềm năm mới 2014, xin chúc quý vị đại biểu, quý khán giả nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc chương trình nghệ thuật Biên giới khúc tình ca của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu khai mạc của ông Phan Minh Hoàng, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Phước. Và kính thưa quý vị và các bạn, để hiểu thêm về cuộc sống của cán bộ chiến sĩ biên phòng đang phải làm việc nơi biên cương Tổ quốc, đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn. Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 260 km. Hầu hết địa bàn các đồn biên phòng đều chung cảnh núi rừng hiểm trở, sông suối chia cắt, dân cư thưa thớt, giao thông khó khăn và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Có những đồn cách bộ chỉ huy gần 200 km, cách xa khu dân cư hàng chục km như đồn Đắc Bô, Đắc Ca. Các đồn này gần như nằm biệt lập giữa núi rừng vườn quốc gia Bù Gia Mập. Đường xá đi lại khó khăn, trơn trượt vào mùa mưa, thiếu điện, thiếu nước sạch sinh hoạt vào mùa khô. Tuy vậy, những cán bộ chiến sĩ biên phòng ở đây vẫn không ngại khó, ngại khổ, vững vàng lập trường người chiến sĩ cách mạng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó. Chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp đó thì chúng tôi đã tăng cường, đẩy mạnh cái công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ để tạo cho anh em có một cái đời sống văn hóa tinh thần nó lành mạnh để góp phần hoàn thành tốt cái nhiệm vụ khắc phục những khó khăn trong cái điều kiện hoàn cảnh của đơn vị. Mặc dù được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Phước cũng như các cấp, các ngành quan tâm về mọi mặt, song vì nhiều lý do khách quan, cuộc sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị vẫn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là khó khăn về nhà ở. Đã một năm kể từ khi lập gia đình, vợ chồng thiếu úy Nguyễn Mậu Lưu công tác tại đồn biên phòng Cầu Trắng vẫn phải đi ở nhà thuê. Anh Lưu cho biết do ở nhà thuê nên cuộc sống hàng ngày vẫn còn nhiều cái tạm bợ, trở ngại, từ việc đi lại, sinh hoạt đến tăng gia sản xuất. Mặc dù anh cũng muốn có nơi ăn chốn ở ổn định để yên tâm công tác, nhưng do lương công chức của hai vợ chồng anh mỗi tháng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày nên không có dư để mua đất đai, làm nhà, làm cửa. Sâu thẳm trong lòng của đôi vợ chồng trẻ này vẫn mong ước có được mái ấm của chính mình để khi sinh con đỡ đi phần nào khó khăn, bất tiện. Là bộ đội đi xa nhà thì cũng muốn là có một cái chỗ ăn chỗ nghỉ cho vợ con ổn định để an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên được giao. Về khó khăn thứ hai là gia đình còn là cái chỗ ăn chỗ ở sinh hoạt chưa ổn định thì vì cái điều kiện tăng gia sản xuất rau cỏ để chăn nuôi mọi thứ cũng phải đi mua dựa vào đồng lương mua thì nó ảnh hưởng đến kinh tế hàng ngày của vợ chồng. 5 năm qua, căn phòng rộng khoảng 20 m² ở khu tập thể trường mầm non Sao Mai này là chỗ ở của 5 thành viên gia đình đại úy Nguyễn Đình Hùng, công tác tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Phòng chật hẹp là thế, nhưng mọi hoạt động của gia đình, từ ăn, ngủ, nghỉ đều phải gói gọn trong căn phòng này. Thêm vào đó, vì là sống trong khu tập thể, nên việc đi lại cũng có nhiều bất tiện. Anh chị muốn trồng thêm rau quả hay nuôi gia súc, gia cầm để cải thiện cuộc sống cũng không được vì không có đất. Được biết trên 30% sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp biên phòng trên địa bàn tỉnh hiện còn đang gặp khó khăn về nhà ở. Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ biên phòng xây dựng quỹ tình thương đồng đội.
Từ nguồn quỹ đó, mỗi năm đã hỗ trợ xây dựng trung bình 2 căn nhà đồng đội cho những cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn. Việc làm ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm của Bộ Chỉ huy cũng như đồng chí, đồng đội, đồng thời giúp các chiến sĩ biên phòng yên tâm hơn trong công tác. Chưa có nhà ở mà mình đang ở tập thể thì mọi cái sinh hoạt thì nó rất gò bó. Trong cái chỗ ở nó chật hẹp, điều kiện đi lại thì mọi cái sinh hoạt thì phải phụ thuộc nhiều, nên là rất ảnh hưởng đến cái công việc trong công tác của cả vợ cả chồng luôn. Từ thực tế cho thấy, dù đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng những cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Bình Phước hôm nay vẫn luôn nêu cao tinh thần bộ đội Cụ Hồ. Các anh đã nỗ lực vượt qua tất cả, ngày đêm vững chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, giữ vững miền biên cương Tổ quốc, và họ đang cần lắm những tấm lòng. Kính thưa quý vị, xuất phát từ ý nghĩa cao đẹp cũng như là tính nhân văn của chương trình, ban tổ chức của chúng tôi đã quyết định đóng góp vào quỹ mái ấm chiến sĩ nơi biên giới để san sẻ phần nào đó những khó khăn vất vả của các chiến sĩ biên phòng. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phan Minh Hoàng, giám đốc đài phát thanh truyền hình Bình Phước, lên tặng quà của ban tổ chức cho các chiến sĩ biên phòng. Trân trọng kính mời đại diện của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Phương, phó chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lên nhận quà. Trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đại tá Nguyễn Văn Phương và xin được trân trọng cảm ơn ông Phan Minh Hoàng, giám đốc đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Phước. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phan Văn Thảo, phó giám đốc đài phát thanh truyền hình Bình Phước, lên trao tấm séc cho quỹ mái ấm chiến sĩ nơi biên giới. Trân trọng kính mời đại tá Lê Văn Phong, phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh lên nhận. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Phan Văn Thảo, phó giám đốc đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Phước và xin được trân trọng cảm ơn đại tá Lê Văn Phong. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thành Long lên trao 15 bộ đầu thư chương trình truyền hình do đài phát thanh truyền hình Bình Phước gửi tặng. Trân trọng kính mời thượng tá Hoàng Văn Thành, phó chủ nhiệm chính trị bộ đội biên phòng tỉnh lên nhận. Trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thành Long, phó giám đốc đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Phước. Kính thưa quý vị, hy vọng rằng với những đóng góp này từ phía ban tổ chức thì sẽ giúp cho các anh cán bộ chiến sĩ nơi biên phòng vơi đi một phần nào đó những khó khăn vất vả trong cuộc sống để các anh có thể yên tâm công tác hơn. Kính thưa quý vị, hình ảnh những chiến sĩ nơi tuyến đầu biên cương của Tổ quốc từng đi vào thơ nhạc, dệt nên bao bản tình ca gây xúc động lòng người. Và dù ở nơi biên cương xa xôi, nơi rừng sâu núi thẳm hay nơi sương gió có khắc nghiệt đến như thế nào, nhưng vì sự bình yên của Tổ quốc, vì tiếng cười của bao em thơ nơi quê nhà thân thương, dẫu có vất vả gian lao thì các anh vẫn quyết tâm giữ chắc tay súng để bảo vệ sự bình yên cho quê hương, cho Tổ quốc. Và chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh ấy qua ca khúc Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ qua phần trình bày của nhóm FM.
quân bước trên đường rừng, bình minh lấp lánh chân trời xa. Miền biên giới xanh thẳm, hạt sương long lanh cành lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lính qua trăm suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng của mẹ hiền, ngày đêm giúp bước con hành quân. Rừng thay lá bao mùa rồi, đoàn quân chiến đấu xa làng quê. Mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao gian lao ngày tháng. Trường Sơn hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn. Chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm vững bước trong đoàn quân. Ai, ai gọi đời ta là rừng gian núi sao? Tiếng ru của mẹ, chúng con đi, chúng con đi qua theo hướng chào, qua theo hướng chào, gian chứa mặn nồng tình non nước. Quân bước trên đường rừng, bình minh lấp lánh chân trời xa. Miền biên giới xanh thẳm, hạt sương long lanh cành lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lính qua trăm suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng của mẹ hiền, ngày đêm vững bước con hành quân. Rừng thay lá bao mùa rồi, đoàn quân chiến đấu xa làng quê. Mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao gian lao ngày tháng. Trường Sơn hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn. Chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm vững bước trong đoàn quân. Ai, ai gọi đời ta rừng gian núi sao? Tiếng ru của mẹ, chúng con đi, chúng con đi qua theo hướng chào, qua theo hướng chào, gian chứa mặn nồng tình non nương, tình non nương chẳng bao giờ phai, chẳng bao giờ tình quê hương. Son sắc nguyện thề, son sắc nguyện thề, vì non nương, vì non nương hiến dân đời con, hiến dân đời con, vì quê hương, vì quê hương mến yêu Việt Nam, vì quê hương mến yêu Việt Nam. Thank you.
chùm hoa ấy là dấu chân lặng thầm. Có mùa này non vậy mà đất nóng ấm ấm. Phía sau chùm hoa ấy mùi súng canh đường biên, chiến sĩ mình trẻ quá đang bám trụ ngày đêm. Thời sương và hồn nhiên sắc đỏ, nụ hoa đó là cột mốc biên cương. Nụ hoa và cây súng khói lửa vẫn bên nhau. Dấu chân lặng thầm, có mùa này non vậy mà đất nóng ấm ấm. Phía sau chùm hoa ấy mùi súng canh đường biên, chiến sĩ mình trẻ quá đang bám trụ ngày đêm. Hơi sương và hồn nhiên sắc đỏ, nụ hoa đó là cột mốc biên cương. Nụ hoa và cây súng khói lửa vẫn bên nhau. Nụ hoa và cây súng vẫn bên nhau. Làm vui cho cuộc đời, có chúng tôi dừng say cho cuộc đời. La 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 la, lúc đất nước còn đâu tan đà, thanh niên ta xuân phong, tình 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 tình. Chiều bàn chân vững bước đi lên dưới cờ đảng quang vinh, hơn cấm trong tim dặm phá biên cương, hãy giữ hiến màu xanh cho cuộc đời, có chúng tôi cầm súng giữa cuộc đời. La 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 la, lúc đất nước còn khó khăn là thanh niên ta xung phong, tình 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 tình, lúc tổ quốc cần chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng. Bài tình ca
làm mát em xanh, tiếng hát ta làm vui cho cuộc đời, có chúng tôi dừng say cho cuộc đời. La 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 la, lúc đất nước còn khó khăn là thanh niên ta xuân phong, tình 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 tình, lúc tổ quốc cần chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng. La 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 la, lúc đất nước còn khó khăn là thanh niên ta xuân phong, tình 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 tình, lúc tổ quốc cần chúng ta là thanh niên ta. Ngã vì mùa mưa nào
chưa dứt ở đây. Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại sáng nay đã hỏi thăm em người càng thương đêm trước. Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được, mà sao không khóc mới lạ lùng. Chắc anh hiểu rồi em ở tấm lòng, nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống. Nên dù té đau gai rừng tê chân buốt, đâu để vết thương anh rỉ máu hai lần. Em là người thanh niên xung phong, không có súng chỉ có đôi vai cáng thương. Tại đàn giữa tâm đàn thu tâm lòng dũng cảm, em vượt đường dài tiếp thêm lửa tiến công. Tôi thấy rồi em ơi, giữa cuộc hành quân niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ. Trong chiếc áo mặc màu đôi miếng ba, cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường. Ôi những bông hoa nở giữa chiến trường, ôi những bông hoa nở giữa chiến trường. Ở giữa rừng đâu có gương soi, làm sao em thấy được vết bầm trên má. Chuyến tại thương về mấy lần trượt ngã, vì mùa mưa nào đã chưa dứt ở đây. Và cây đàn guitar cũ từng đêm lang thang qua nghĩa trang âm thầm. Ông đã hát như chưa hề được hát, hát bên đồng đội thời quá khứ oai hùng. Đồng đội ông đã hy sinh mãi nằm lại đây, một trận đánh lắm phong ba quá nhiều xót xa. Mấy mươi năm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua. Từng lời hát bóng vang lên lắm nỗi niềm riêng. Đồng đội ơi có nghe tôi hát gì không, dẫu biết xa vời mà lòng vẫn cứ hoài mong. Mấy mươi năm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua. Thank you.
đồng đội ông đã hy sinh, mãi nằm lại đây một trận đánh lắm phong ba, quá nhiều xót xa. Mấy mươi năm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua. Từng lời hát bóng vang lên lắm nỗi niềm riêng. Đồng đội ơi có nghe tôi hát gì không? Dẫu biết xa vời mà lòng vẫn cứ hoài mong. Mấy mươi năm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua. Đồng đội ông đã hy sinh, mãi nằm lại đây một trận đánh lắm phong ba, quá nhiều xót xa. Mấy mươi năm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua. Từng lời hát bóng vang lên lắm nỗi niềm riêng. Đồng đội ơi có nghe tôi hát gì không? Dẫu biết xa vời mà lòng vẫn cứ hoài mong. Mấy mươi năm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua. Người lính già và cây đàn guitar cũ, từng đêm lang thang qua nghĩa trang âm thầm. Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và xin được cảm ơn anh Lê Quốc Phong. Và xin được gửi đến hai tác giả của Người lính già và cây đàn guitar cũ những bó hoa tươi thắm nhất từ phía ban tổ chức ạ. Vâng, những bó hoa tươi thắm nhất thay cho những lời cảm ơn chân thành mà ban tổ chức của chúng tôi muốn dành đến cho hai tác giả với một ca khúc rất là đặc biệt nè ạ. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, mỗi khi nhắc đến hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ thì trong lòng của chúng ta ai nấy cũng đều cảm thấy quý mến và trân trọng tin yêu, bởi vì họ là những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Và trong ngày hôm nay khi cuộc sống đã hòa bình thì họ lại tiếp tục tạo nên những chiến công mới, đó là chiến công của thời kỳ xây dựng đất nước. Và kính thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này đây, đó chính là ông Lê Quốc Phong, tổng giám đốc của công ty cổ phần phân bón Bình Điền, một thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc với bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Bình Phước. Và cùng đứng chung với ông Lê Quốc Phong đó chính là nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, người đã phổ nhạc cho bài thơ của ông Lê Quốc Phong. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Vũ Quốc Việt rất nhiều ạ. Vâng, thưa anh Lê Quốc Phong, em được biết thời tuổi trẻ của anh đã từng là một chiến sĩ Việt Nam tình nguyện tại chiến trường biên giới Campuchia vào những năm 78-79. Như vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết về những cái ký ức của thời tuổi trẻ của mình ngày ấy là như thế nào hay không ạ? Kính thưa tất cả quý vị, về ký ức thì phải nói là không bao giờ quên được. Những cái năm 78 thì lúc đó tôi tuổi 18 đôi 10, lúc gia nhập quân tình nguyện, thì lúc mà hành quân lên biên giới thì lúc mà chúng tôi đi lên thì ngược lại thì có là các chiến sĩ là hy sinh, là thương binh là được cán trở ngược trở về. Và chúng tôi nghĩ rằng trong số chúng tôi sẽ có những lúc là có những người sẽ được như vậy, nhưng mà chúng tôi không chùn bước, bởi vì tuổi trẻ, bởi vì bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất nước, nên chúng tôi vẫn cứ hành quân đi lên phía trước. Và cái mà chúng tôi không bao giờ quên là những cái tình cảm của bộ đội tình nguyện Việt Nam của mình đối với nhân dân Campuchia như là người đồng bào của mình.
và đặc biệt những bà má của người Campuchia là coi bộ đội Việt quân tình nguyện Việt Nam giống như là những người con và rất là thân thương. Và hiện nay là trong lúc đó thì có rất nhiều người bộ đội Việt Nam có những người má nuôi ở bên Campuchia, và bản thân tôi có những có bà má nuôi, và hàng năm thì tôi vẫn ghé thăm bà má nuôi hiện nay vẫn đang còn ở Campuchia. Và Hồng Anh nghĩ rằng những ký ức ấy sẽ mãi là những bản tình ca đẹp, không chỉ cho anh Lê Quốc Phong mà còn là những bản tình ca đẹp, những hình ảnh đẹp cho bạn bè của anh, đồng đội của anh, những người đã có mặt tại chiến trường biên giới Campuchia xưa kia, đúng hay không ạ? Vâng, dạ. Và thưa anh Lê Quốc Phong, được biết anh cũng là một trong những cựu chiến binh thành đạt trong thời kỳ xây dựng đổi mới. Nhưng được biết thì anh cũng là một người rất mê về văn nghệ, đặc biệt là có những cái sáng tác thơ ca nhạc rất hay. Nhưng đặc biệt hơn là anh có một cái truyện ngắn mà đã được nhạc sĩ Vũ Quốc Việt phổ nhạc. Vậy anh có thể chia sẻ về điều này với tất cả quý vị khán giả được không ạ? Phải nói là tôi có truyện ngắn là cùng tên là Người Lính Già với cái đàn guitar cụ mà quý vị vừa nghe. Phải nói là Vũ Quốc Việt là một cái nhạc sĩ trẻ, nhưng mà cảm nhận với tôi điều đó, nên là người em của tôi cảm nhận điều đó. Và phải nói rằng là sau cuộc chiến thì chúng mình là tất cả mọi người lắng lại. Và một cái điều chúng ta không bao giờ quên là chúng ta luôn luôn cảm ơn những đồng đội của mình đã hy sinh, và luôn luôn có lỗi với, thấy có lỗi với người đồng đội đã hy sinh cho cuộc sống của mình như ngày hôm nay. Và những cái bài hát này, cái truyền ngắn đó là một cái sự từ sự để nói với những người đã chết và những người đang sống. Người đã chết thì lại sống nhiều, đã sống công việc, và những người sống hãy sống tốt hơn cho mọi người, cho nhân dân, để cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn. Và xin cảm ơn anh Lê Quốc Phong. Vậy thì lúc mà anh Lê Quốc Phong trao trọng trách lại cho nhạc sĩ Vũ Quốc Việt những cái tình cảm và những cái tâm tư của mình gửi vào cái truyện ngắn đó, vậy thì cảm giác lúc đó của nhạc sĩ như thế nào và những khó khăn như thế nào để viết được một bài hát thật là hoàn chỉnh và thật hay như thế này? Xin chào bạn và chào tất cả quý vị. Khi tôi đọc cái cuốn truyện ngắn Người Lính Già và cái đàn guitar cũ thì cái đó không phải là trọng trách nữa, mà tự nhiên trong chính bản thân mình cảm thấy lâng lâng và mình cảm nhận được người lính đã khổ sở như thế nào và đã hy sinh to lớn như thế nào. Và chính vì trong gia đình mình cũng có những người đã đi lính để bảo vệ Tổ quốc, thì chính từ đó cái cảm xúc nó dâng trào và việc tự nhiên viết nên bài hát chứ không cần một cái mệnh lệnh nào cả. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ vừa rồi từ phía hai tác giả của bài hát Người Lính Già và cây đàn guitar cũ. Và trước thềm năm mới 2014 thì xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình chúc hai tác giả và gia đình sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong năm mới 2014. Trân trọng cảm ơn rất nhiều ạ. Và kính thưa quý vị, liên tục chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Những Đôi Mắt Mang Hình Viên Đạn, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của ca sĩ Đình Duyên. Đoàn quân vội đi, đi về biên giới, cùng từ biên giới về những bầy trẻ nhỏ. Đoàn quân lặng im nhìn đàn em bé, từng đôi mắt đen xoe tròn, từng đôi mắt mang hình viên đạn, từng đôi mắt sáng lên cháy lên như ngàn viên đạn. Từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân, người chiến sĩ hãy giữ lấy. Đoàn quân vội đi, đi về biên giới, cùng từ biên giới về những người mẹ già. Đoàn quân lặng im ngược dòng người đi, nghìn đôi mắt trao lời tiễn biệt, nghìn đôi mắt như nghìn lời ước hẹn, nghìn đôi mắt sáng lên cháy lên như chiều viên đạn, nghìn đôi mắt quê hương trong
theo đoàn quân, người chiến sĩ hãy giữ lấy băng tan quân xâm lược. Quân vội đi, đi về biên giới, cùng từ biên giới về những bầy trẻ nhỏ. Đoàn quân lặng im, nhìn đàn em bé, từng đôi mắt đen xoe tròn, từng đôi mắt mang hình viên đạn. Từng đôi mắt sáng lên cháy lên như ngàn viên đạn. Từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân, người chiến sĩ hãy giữ lấy. Đoàn quân vội đi, đi về biên giới, cùng từ biên giới về những người mẹ già. Đoàn quân lặng im, ngược dòng người đi, nghìn đôi mắt trao lời tiễn biệt, nghìn đôi mắt như nghìn lời ước hẹn, nghìn đôi mắt sáng lên cháy lên như chiều viên đạn, nghìn đôi mắt quê hương trông theo đoàn quân, người chiến sĩ hãy xâm lược dã man. Súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao. Ngày dài đêm thâu, vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương, canh giữ trên miền đất mẹ. Rừng âm u, mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy. Rừng mờ sương khuya, bóng tối quân thù trước mặt. Nặng tình non sông, anh dâng tròn tuổi đời thanh xuân. Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường. Cho yên vui mùa xuân, đôi lứa còn hẹn hò ước mơ. Đã có những hy sinh khó nói hết bằng lời, nên đọng lại trong tôi những nghĩ suy. Cho em tôi bay cao để những chiến sĩ nơi tuyến đầu, đời biên cương rừng sâu anh âm thầm chịu đựng gió sương. Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh trọn niềm tin.
cây súng trên vai. Người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ. Rừng âm u mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy, rừng mà sương khuya bóng tối quân thù trước mặt, nặng tình non sông anh dâng tròn tuổi đời thanh xuân. Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường, cho yên vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ. Đã có những hy sinh khó nói hết bằng lời, nên đọng lại trong tôi những nghĩ suy. Cho em tôi bay ca để những chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rừng sâu anh âm thầm chịu đựng gió sương. Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh tròn niềm tin. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ. Vâng, xin được cảm ơn nhóm FM Vũ đoàn ABC cùng các chiến sĩ trong tiết mục vừa rồi. Kính thưa quý vị, có một sự kiện mà chắc hẳn là trong lòng mỗi chúng ta không ai có thể quên được. Đó chính là cách đây 35 năm, bọn diệt chủng Pol Pot and Suri đã tàn sát hàng ngàn người dân Campuchia và Việt Nam vô tội. Biết bao gia đình đã bị ly tán, tang thương phủ kín một vùng trời, và biết bao giọt nước mắt đã khóc đến khô cạn tận đáy lòng. Và ngày đen tối ấy đã qua đi, song nỗi đau thương kia chính là những hình ảnh tố cáo tội ác man rợ của bọn diệt chủng Pol Pot in Siri vì những mất mát mà không gì có thể bù đắp lại được. Và trong những năm tháng đen tối ấy thì tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa Việt Nam và Campuchia lại tiếp tục được khẳng định. Quân và dân Việt Nam nói chung, quê hương Bình Phước nói riêng đã luôn kề vai sát cánh với nước bạn Campuchia chống lại bọn giặc ác ôn đi qua những năm tháng đen tối của lịch sử loài người. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng lòng mình lại với những hình ảnh ấy qua một số tiết mục sau đây. We'll be right back.
trong điều múa Apsara. Anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cười áo cho nhau. Apsara ơi, điều múa hay tình đất nước. Apsara, anh từng yêu Campuchia qua câu chuyện cổ, để nắng có uy nghi nắng chói chang. Anh từng đi vượt rừng sâu qua bao mùa giông bão, cùng người lính Campuchia anh rủ. Apsara ơi, điều múa hay tình đất nước. Apsara, và lời hát thay lời tổ quốc, yêu nhau cởi áo cho nhau. Apsara, anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cười áo cho nhau. Apsara ơi, điều múa hay tình đất nước. Apsara, anh từng yêu Campuchia qua câu chuyện cổ, để nắng có uy nghi nắng chói chang. Anh từng đi vượt rừng sâu qua bao mùa giông bão, cùng người lính Campuchia anh rủ. Yêu nhau cởi áo cho nhau, yêu nhau cởi áo cho nhau. Apsara, Apsara, Apsara. Thank you.
hạnh phúc chứa chan, nắm tay nhau về nơi chan chứa niềm tin, hồ
hòa chung câu ca, bài ca yêu thương đồng loài. Đất Việt quê tôi xanh xanh hàng dừa soi bóng, vang tiếng chuông chiều rì rào thốt nốt quê anh. Xua tan những bóng mây đen, âm vang chuông ngân bình minh hé sáng. Việt Nam Campuchia sông liền sông, đồng liền cánh đồng, trời xanh xanh bao la và người dân chung sống hiền hòa. Lúa vàng chiếu bông ngọt thơm hoa trái, mai bền tháng năm thủy chung sâu sắc, tình nồng thắm hai dân tộc chúng ta. Đường ta đi hôm nay vững niềm tin sau bao tháng ngày, hòa chung muôn con tim để ngày mai thế giới hòa bình. Tiếng cười đó đây ngàn hoa khoe sắc, mai hòa khúc ca thủy chung sâu sắc, tình đoàn kết hai dân tộc chúng ta. Bừng lên muôn ánh bình minh, đàn chim câu bay về bên Ang Cô Thanh Bình, quay quần bên nhau kim cương đào xanh yêu dấu, đã thấy dân đầy hạnh phúc chứa chan. Nắm tay nhau về nơi chan chứa niềm tin, hòa chung cao ca bài ca yêu thương đồng loài. Đất Việt quê tôi xanh xanh hàng dừa soi bóng, vang tiếng chuông chiều rì rào thốt nốt quê anh. Xua tan những bóng mây đen, âm vang chuông ngân bình minh hé sáng. Việt Nam Campuchia dân tiếng pi cần đầy rung khía, dân chui rắc xa khía ôi thầm chiếc tức đáy sổ xa. Lại chờ tung chay miền ca sổ thầm mây, ruột đầu cắn chân năm thua si miền bán. Một mạc khía dân tức đầy tiếng pi, dân chia dụ vị chun pro tâm lăng tức chật rung khía. Bệt đông dân rung khía ôi tiếng pi pro tết đà lan, nhu nhìm sổ sài sập bài đó hai bốt chồm riêng ninh truyền đâm đô khní sa mạc y dân tức đầy tên phi. La 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 la. Việt Nam Campuchia, la 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 la. Việt Nam Campuchia. Vâng, xin được cảm ơn các ca sĩ và Vũ Đoàn Lửa với phần trình bày vừa rồi ạ. Kính thưa quý vị, Bình Phước là quê hương của truyền thống cách mạng thuộc miền Đông Nam Bộ, đầu gối Trường Sơn, vai kề biên giới. Và những hình ảnh về một quê hương Bình Phước đang vươn mình đi lên với bao khát vọng mãnh liệt và một niềm tin của ngày mai tươi sáng. Miền đất Ba Gian thân yêu đang là nơi đất lành chim lậu, cho bao tình yêu từ muôn phương cùng hội tụ về đây, hát lên câu tình ca làm rạo rực lòng người. Vâng, chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh ấy qua một sáng tác của nhạc sĩ Đức Hòa được mang tên Về Bình Phước Quê Em qua phần trình bày của ca sĩ Thanh Sử và Vũ Đoàn Lửa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bạn ơi hãy về thăm quê hương tôi Bình Phước,
đồi nương xanh mới từng ngày, về rừng xanh sinh sôi bốn mùa, có dòng thác mơ thắp lên đời vui, vương vẫn cùng đàn tìm ai. Bạn ơi hãy về thăm quê hương tôi Bình Phước, rừng hương thơm trái ngọt lành, về đồng xanh bao la bốn mùa, sóng tuồn thắp lên giấc mơ cần đơn, trang sách thơm em vào ngày mới. Về Bình Phước quê em hôm nay với sức tràn trái phủ đông, từ ngàn xưa cha ông gian lao làm giàu thêm lạc hồng. Mùa xuân âm vang đất trời chiến công miền đông, về đây nghe trăng tiếng gọi trái tim rộn ràng. Về Bình Phước quê em hôm nay với sức tràn trái phủ đông, từ làng quê ta nghe xôn xao phố đường hoa rạng ngời. Về đây ta chung sức đời đắp xây niềm tin lòng trào dâng, nghe trăng tiếng gọi trái tim rộn ràng. Hãy về thăm quê hương tôi Bình Phước, đồi nương xanh mới từng ngày, về rừng xanh sinh sôi bốn mùa, có dòng thác mơ thắp lên đời vui, vương vẫn cùng đàn tìm ai. Bạn ơi hãy về thăm quê hương tôi Bình Phước, rừng hương thơm trái ngọt lành, về đồng xanh bao la bốn mùa, sóng cuộn thắp lên giấc mơ cần đơn, trang sách thơm em vào ngày mới. Về Bình Phước quê em hôm nay với sức tràn trái phủ đông, từ ngàn xưa cha ông gian lao làm giàu thêm lạc hồng. Mùa xuân âm vang đất trời chiến công miền đông, về đây nghe trăng tiếng gọi trái tim rộn ràng. Về Bình Phước quê em hôm nay với sức tràn trái phủ đông, từ làng quê ta nghe xôn xao phố đường hoa rạng ngời. Về đây ta chung sức đời đắp xây niềm tin lòng trào dâng, nghe trăng tiếng gọi trái tim rộn ràng. Về Bình Phước quê em hôm nay với sức tràn trái phủ đông, từ ngàn xưa cha ông gian lao làm giàu thêm lạc hồng. Mùa xuân âm vang đất trời chiến công miền đông, về đây nghe trăng tiếng gọi trái tim rộn ràng. Về Bình Phước quê em hôm nay với sức tràn trái phủ đông, từ làng quê ta nghe vui sao phố đường hoa rạng ngời. Về đây ta chung sức đời đắp xây niềm tin lòng trào dâng, nghe trăng tiếng gọi trái tim rộn ràng. Càng bước chân em mùa
rừng miền đông chốt biên phòng anh giữ bao ngày, chập chùng dây quanh cây với nắng với gió biên cương. Miền đông đất đỏ ngày xưa đó dân lao mạnh dùng, nay đến đất này em mới hiểu hết lời ca xưa. Chiến sĩ biên phòng đang tô điểm cho những lời ca xưa. Ngẩn ngơ bởi biên giới nơi đây không phải là cửa khẩu đông vui với những dòng người ngược xuôi mua bán. Làm bạn với anh chỉ có tiếng chim rừng buổi sáng và những cánh rừng xanh xanh ngát tầng chân. Đất đỏ miền đông khô ráng dưới mỗi bước chân người. Em ơi, có gặp mới quen, có gần mới hiểu nỗi nhọc nhằn của những vùng đất mới nơi đây. Mỗi bước lên rừng bỡ ngỡ, mỗi bước chân càng thêm yêu quê hương miền đông đất đỏ anh hùng. Đất bạc ngàn đang chờ đợi những bàn tay để được dương dãi rạng ngời gương mặt trẻ. Tiếng chim hót lao xao trong vườn lá, gió cợt đùa lơi lạ những nhành lá. Giữa trời chưa nắng lửa, bỗng nghe thèm một cơn mưa rào. Vất vả quá phải không anh? Mưa dầm nắng lửa. Phải, đất rừng miền đông vẫn là nơi thử thách con người. Nhưng càng gian khổ khó khăn, càng đau nung ý chí tuyệt vời. Sĩ đồn biển phòng Quá Lư Hoàng Diệu sống giữa rừng như sống giữa đảo xa. Lâu chưa về phép thăm nhà, nhớ quê hương thương mẹ già đợi trông. Lời mẹ dặn anh vững tâm lo tròn nghĩa vụ, mẹ mừng đợi anh. Đường đất đỏ qua cỏ xòe chăn bước, anh đưa em đi thăm điểm chốt tiền tiêu. Qua chiếc cầu con suối nhỏ chảy liêu riêu, là đất bạn Campuchia cũng còn nhiều gian. Để có được những chiều bình yên, anh đưa em qua cầu sang thăm đất bạn. Là nỗ lực của đồng đội anh em bao tháng bao năm dùng đắp mối giao tình. Bởi đâu phải giản đơn để có được thanh bình, tình đó trong đã dày không tạo dựng đổ xương máu xây nền lấy nghĩa điểm. Anh cùng bạn bè đồng đội tiếp bước chân phải gìn giữ nâng niu thành quả đó, không còn nữa cảnh đau thương chia rẽ nhưng giữ được
bình yên là nỗi trăn trở đêm ngày. Chiều đã xuống cánh chim chiều chắp cánh bay về rừng tìm tổ ấm yêu thương. Bình yên quá một khoảng trời biên giới, màu áo xanh bóng mơ đỏ sao vàng. Tự hào lắm em ơi khi anh đứng nơi đẹp chốn, nhìn biển giới thanh bình trong sắc ráng chiều mang. Niềm tự hào giúp anh và đồng đội vượt qua những trăn trở lo toan và cám dỗ. Để giới quê nghèo các anh gắn bó, với bà con anh thành thân thiết tu cả. Ngọn gió nào đưa em đến đây, nơi anh đóng quân xanh màu cỏ lá. Chiến sĩ biên phòng với niềm tin sắt đá, đồn là nhà, biên giới là quê. Vâng, xin được cảm ơn các nghệ sĩ trong tiết mục vừa rồi ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi rộn ràng của một mùa xuân mới đang về trên khắp các nẻo đường, trên những nụ hoa đang khoe sắc, lòng chúng ta như rạo rực trước những bức tranh thiên nhiên đang thay đổi từng ngày. Và kính thưa quý vị, Bình Phước cũng đang bước vào mùa xuân thứ 17 với tuổi thanh xuân, căng tràn nhựa sống, vươn mình đón lấy những vận hội mới. Và hãy cùng gác lại những lo toan vất vả của một năm bộn bề gian khó. Chúng ta hãy cùng hướng đến năm 2014 với hy vọng sẽ đạt được nhiều thành công mỹ mãn. Bảy tiên nữ trong phục nhạc tình cha cha cha. Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hoa. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng trang hoa. Bình lộc ngóng biết say trên cây cành cha cha cha. Gió phất phơ dưa nhẹ làm dưới cánh hồng đào. Dưới giết chim non chuyên cánh cây đó ồn ào. Nàng ngồi hóng tóc bên hiên nhà, trời nhìn mây trắng bay xa bờ. Tuyệt vời trong bức tranh xem nhạc tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh duyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì. Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Bảy tiên nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha. Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hoa. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng trang hoa. Bình lộc ngóng biết say trên cây cành cha cha cha. Gió phất phơ dưa nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Ríu rít chim non chuyên cánh cây đó ồn ào. Nàng ngồi hóng tóc bên hiên nhà, trời nhìn mây trắng bay xa bờ. Tuyệt vời trong bức tranh sơn nhạc tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh duyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì. Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Gió phất phơ dưa nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Ríu rít chim non chuyên cánh cây đó ồn ào. Nàng ngồi
ngồi hóng góc bên hiên nhà, trời nhìn mây trắng mây xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh sân nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không, từ xuân lá thắm đôi môi em xinh duyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì, một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Là ngồi hóng góc bên hiên nhà, trời nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh sân nhà tình cha cha cha. Chân người xưa khai sáng, những bước đi đầy tự tin, những bước đi của tuổi thanh niên là hành trang bay xa trong thời đại mới. Cùng siết chặt tay và hướng tới ngày mai, cùng góp bàn tay giúp nhau trên đường lập nghiệp. Ước ao một ngày vươn tới những vì sao, niềm khát khao của những tâm hồn đầy sáng tạo. Hãy bay lên này trái tim thanh niên, vì cuộc sống này từng ngày bình yên khi tổ quốc gần, thanh niên ta tiến lên. Cuộc sống này giàu đẹp mai sau khi tổ quốc cần, thanh niên ta hành động. Trên con đường vinh quang, trong tim khắc ghi dấu chân người xưa khai sáng. Những bước đi đầy tự tin, những bước đi của tuổi thanh niên là hành trang bay xa trong thời đại mới. Cùng siết chặt tay và hướng tới ngày mai, cùng góp bàn tay giúp nhau trên đường lập nghiệp. Ta ước ao một ngày vươn tới những vì sao, niềm khát khao của những tâm hồn đầy sáng tạo. Hãy bay lên này trái tim thanh niên, vì cuộc sống này từng ngày bình yên khi tổ quốc gần, thanh niên ta tiến lên. Hãy bay lên và hát vang câu ca, vì cuộc sống này giàu đẹp mai sau khi tổ quốc cần, thanh niên ta hành động. Hãy bay lên mẹ trái tim thanh niên, vì cuộc sống này từng ngày bình yên khi tổ quốc cần, thanh niên ta tiến lên. Hãy bay lên và hát vang câu ca, vì cuộc sống này giàu đẹp mai sau khi tổ quốc cần, thanh niên ta hành động.
Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Biên giới khúc tình ca lần thứ nhất với chủ đề Biên giới trong trái tim ta do Đài Phát thanh Truyền Bình Phước phối hợp cùng công ty quảng cáo quốc tế Hồ Cáp, công ty Vifilm thực hiện đến đây xin được kết thúc. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đơn vị tài trợ chính cho chương trình, công ty quảng cáo quốc tế Hồ Cáp. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hồng, giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Long An hãy cùng bước lên sân khấu để nhận cờ luân lưu từ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Phước về việc tiếp tục thực hiện chương trình Biên giới khúc tình ca tại tỉnh Long An vào đầu tháng 3 năm 2014. Trân trọng kính mời ông Phan Minh Hoàng, giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước hãy cùng lên sân khấu để trao cờ luân lưu cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Long An. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Hồng, giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Long An. Xin được trân trọng cảm ơn ông Phan Minh Hoàng, giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Phước. Và kính thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước. Xin được cảm ơn các cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Xin được cảm ơn ban giám đốc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã giúp chúng tôi thực hiện thành công chương trình này. Và trước thềm năm mới 2014, xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình kính chúc quý vị khán giả trong và ngoài tỉnh Bình Phước một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại tỉnh Long An vào đầu tháng 3 năm 2014.